không kén đầu vào, học phí thấp, có việc làm ngay khi ra trường là những lợi thế mà trường nghề đem lại cho học viên. Thay vì tiếp tục theo học tại các trường trung học phổ thông công lập hay học đại học, nhiều học sinh đã sớm định hướng cho mình bằng việc lựa chọn trường nghề. Các trường nghề cũng ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Thay vì tiếp tục theo học tại các trường trung học phổ thông công lập, em Hồ Quang Châu đã lựa chọn theo học tại trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để phù hợp với học lực của mình. Theo học gần 1 năm tại đây, em bắt đầu định hướng được nghề nghiệp cho mình sau khi ra trường. Trung học thì nó có hơi khó khăn với em nên em quyết định đi học nghề để vụ giúp ba, một phần là vụ giúp ba mẹ với một phần là có thể học và tự đi làm được. Dạ, lúc đầu thì chọn nghề em cũng có hơi vân vân nhưng mà sau khi chọn được nghề này em cảm giác là phù hợp với mình. Học trường nghề không đơn thuần là học nghề. Khi tốt nghiệp, học viên vừa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa có bằng nghề. Đối với những em đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trường sẽ tập trung đào tạo lý thuyết chuyên ngành, đảm bảo chắc tay nghề. Ngoài ra, khi ra trường, học viên còn có hai lựa chọn, một là bước vào thị trường lao động, hai là tiếp tục thi vào cao đẳng, đại học nếu có nguyện vọng. Trường nó rất là phong phú về những cái môn học á, nó theo sát theo cái ngành mà mình chọn. Em đang còn trong quá trình học với lại trường á thì em đã đi làm ở ngoài rồi. Thầy cô giáo ở đây thì cũng kịp thời là phát hiện ra những em mà có dụ yếu về kiến thức, kỹ năng gì đó để mà nâng các em lên. Với cái mục tiêu đó là gì, là đầu vào có thể là yếu một chút nhưng mà đầu ra thì các em phải tương đồng với nhau. Hiện nay, các trường nghề đang đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo bằng việc đầu tư các quy mô, trang thiết bị dạy học. Chất lượng trình độ đội ngũ giảng viên cũng được chú trọng, nâng cao qua từng năm. Đặc biệt, trong những năm gần đây, nhiều trường đã bắt đầu đào tạo những ngành hot, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nhiều ngành nghề. Thì chúng tôi nâng cấp về cơ sở vật chất. Chúng tôi đã phát triển ở bên khu vực thành phố Thủ Đức một cơ sở nữa. Chúng tôi xây dựng những cái phòng đa phương tiện. Trong quá trình các bạn học tập đây, các bạn phải được thực hành liên tục. Rồi các bạn được cọ sát với những tay nghề từ những giảng viên là những người thành công trong nghề nghiệp. Bên cạnh đó, những cái kỹ năng nghề nghiệp khác như là ngoại ngữ và kỹ năng đào tạo mềm. Bằng việc liên tục cung cấp nguồn nhân lực cho thị trường lao động, học viên ra trường có thể đi làm ngay, cho thấy các trường nghề đang đi đúng hướng. Không vào lớp 10 công lập hay tiếp tục con đường học đại học, không có nghĩa là kết thúc con đường học tập. Các em học sinh vẫn có nhiều sự lựa chọn, đảm bảo về kiến thức và nghề nghiệp cho tương lai.